Chào các bạn ha, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mở hộp con X-Boom của Hi-Fi của LG ha. Mình sẽ mở hộp con này cho bạn coi bên trong nó có cái gì ha. Ở đây thì mình đã mở hộp ra rồi, thì vừa mở ra thì bên trong có cái này là Sách phiếu bảo hành đó. Sách hướng dẫn sử dụng và thứ ba là cái hướng dẫn sử dụng nhưng mà bằng tiếng tiếng Anh, thông tin về an toàn. Đây là cái remote của sản phẩm nghe không? Đó. Thì mình sẽ lại gần cho các bạn xem thì cái này nó có cái thông tin gì trên cái hình này ha. Rồi, đây là mặt trước của sản phẩm. Cái này là các phím điều khiển nè. Phím này phím thông, phím nguồn. Rồi, phím tăng giảm mid. Có cái phím function để chọn chức năng ha. Phím reduction EQ, flat bass, bass flat là dùng cho mỗi vùng. Voice Control, USB Rest hoặc là demo. Bên này là thông tin là cổng USB. Rồi, hai là nó sẽ có phím điều khiển đĩa, phím tăng giảm âm lượng và phím đèn, các đèn. Các bạn lưu ý đây nó sẽ có cái mic nữa. Này nó sẽ một cái mic để cho mình hát mic karaoke. Ở phía dưới nó sẽ cái loa này là loa bass nó thổi hơi ra. Còn này là loa chính, nó sẽ đưa cho chính nó hiển thị đèn ở đây. Và bên này là loa nhỏ phụ, nó có hỗ trợ Bluetooth nè, công suất là 220W. Đây mặt trước ha. Còn đây là mặt sau của sản phẩm. Các bạn thấy nè, đây là công suất về điện. Nét nó hơi mờ xíu đó. Model điện từ 110 đến 120, công suất là 550W tiêu thụ điện ha. Ngoài ra nó sẽ tần số sóng là 50 đến 60 Hz. Đây là số series sản phẩm, năm sản xuất tháng 4 2017. Còn bên này là một số cái cảnh báo. Còn đây là cái cổng kết nối, đây là cổng anten để dùng SM cho đài. Đây là cổng AUX, cái này là AUX in, này là AUX out. Rồi sau đây mình sẽ mở lên thì nó có cái những cái đèn như thế nào thì mình các bạn xem mặt trước ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở nguồn lên đây. Bạn thấy chữ hello xin chào nè. Rồi cái này là nút mic ha, tăng giảm mic khi nào không có thì mình sẽ không bấm được. Còn đây là nút function nè. Rồi bây giờ chọn chế độ LG TV để kết nối với lại TV LG. Chế độ rồi, chế độ CD, chế độ USB và chế độ AUX, chế độ kết nối jack 3.5 á, hoặc là cho bông sen. Chế độ PT là Bluetooth. Còn đây là cái vùng, thì cái vùng này các bạn bấm vô đây nè, nó sẽ chọn là Farika hoặc là Dangerous. Này hơi khó ha. Đó, một số vùng chấm độ này, này mình không rõ cái dài lắm. Đó, Samba của bạn này. Đó, các bạn thấy mỗi lần chọn vùng là cái đèn nó sẽ khác. Rồi thì cái này là nút để mà lấy vỏ đĩa vô. Đó, các bạn thấy vỏ đĩa CD vô sử dụng. Rồi bên đây là các phím tính năng khác ha. Đây khi nào mà dùng bỏ đĩa vô thì mới chỉnh được. USB gắn dưới đây. Đây là nút tăng giảm âm lượng nè. Mắc nè. Mình cho mắc lên thử là bao nhiêu ha. Mắc của nó là 40. 39. 39 là bốn mắc là 40. Còn cái nút là đèn nè. Các bạn mỗi lần mình chỉnh vô cái đèn này, các bạn thấy nó sẽ thay đổi.
chế độ này. Đó. Chế độ police. Đó. Chế độ thunder. Chế độ PSIC. Đó. CL. Đó. Nhiều lại có thể tắt đi được không các bạn ha. Off này, không thấy đèn nữa. Rồi, vậy mình đã giới thiệu cơ bản về cái máy LG OM 4560, một model mới của LG. Dàn này nghe khá là hay. Rồi, cảm ơn các bạn.